Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với khóa xe thực chiến. Ở trong bài học trước thì chúng ta đã được giới thiệu cái khái niệm cơ bản và giới thiệu qua về bonsai. Thì trong bài học hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần đầu tiên, bài số 18, lựa chọn tên miền trong SEO. Cấu trúc của một tên miền thì bao gồm hai phần. Phần thứ nhất là phần tên. Phần thứ hai là cái phần mở rộng. Thì phần tên là các bạn có thể đặt theo tên miền theo dạng từ khóa hay là tên miền theo tên thương hiệu của các bạn. Còn phần mở rộng là những cái phần ở phía sau cái dấu chấm là các cái đuôi tên miền. Nó có thể là .com, .net, .org, .vn. Các bạn có thể đăng ký cái tên miền này là 1 năm đến tối đa là 50 năm. Với những cái tên miền mà áp dụng cho dự án SEO thì mình khuyên các bạn nên đăng ký tối thiểu là 2 năm hoặc là 5 năm nếu mà được. Thì đây cũng là một cái tín hiệu nhỏ ảnh hưởng đến SEO. Nhưng mà nhớ lưu ý nó nhỏ thôi, nên là việc với cái tên miền 1 năm thì cũng không sao cả. Nếu như các bạn xác định lâu dài thì các bạn nên gia hạn từ 2 đến 5 năm. Nguyên tắc lựa chọn tên miền. Thứ nhất là ngắn gọn. Thứ hai là dễ nhớ. Và thứ ba là khó nhầm lẫn. Thì với mỗi những cái tên miền mà các bạn chọn thì các bạn nên chú ý vào ba cái điểm này. Thì với bây giờ thì cái xu hướng nó không phải là tạo ra rất nhiều website và mua thật nhiều những cái domain key để làm SEO, mà các bạn nên hướng về một cái website. Nên cái việc lựa chọn tên miền này thì nếu các bạn có những cái tên miền dạng domain key ngắn gọn dễ nhớ thì các bạn nên chọn, hoặc nếu không mà tên miền này hết thì các bạn nên chọn cái tên miền theo thương hiệu, và các bạn nên xây dựng toàn bộ những cái giá trị sau này về thuật thương hiệu nằm trên cái tên miền đấy. Cái chữ thương hiệu ở đây thì ý mình muốn nói đến cái việc là cái tên thương hiệu của các bạn để Google nó đánh giá nó uy tín. Chúng ta làm thương hiệu ở trên internet dẫn đến việc là nó sẽ ưu tiên các cái website nào uy tín. Nguyên tắc lựa chọn tên miền thì các bạn nên lựa chọn theo những cái đuôi tên miền được sử dụng phổ biến. Ở đây thì mình đưa ra một cái danh sách và các bạn nên có thể là ưu tiên theo cái danh sách này. Nếu tên miền còn .com thì các bạn lựa chọn .com. Nếu không còn thì .vn hoặc là .com.vn, .net, .edu.vn, .org.biz. Với những cái tên miền mới ví dụ như là .club, .store, .xyz thì những tên miền này về bản chất có thể SEO được bình thường. Tuy nhiên thì cái thời gian qua mình test thì mình thấy nó lâu hơn so với những cái phần đuôi này. Bởi vì những cái tên miền, đuôi tên miền nào phổ biến thì vẫn được Google ưu tiên hơn. Vì vậy mà các bạn nên lựa chọn theo cái danh sách này. Nếu không còn cái phần đuôi mở rộng nào thì các bạn có thể đăng ký những cái tên miền phía sau. Với cái tên miền thương hiệu thì mình khuyên các bạn nên đăng ký ba cái tên miền đầu tiên này, cho dù các bạn không dùng. Bởi vì tránh cái việc là sau này cái tên miền thương hiệu của các bạn nó bị người khác hoặc là đối thủ họ mua mất thì có thể là họ sẽ có một số cái cách có thể làm ảnh hưởng. Ví dụ như dạng như là người dùng họ nhớ sai cái đuôi tên miền của các bạn. Thì ví dụ là mà các bạn mua cái tên miền là .vn nhưng mà người dùng họ cứ gọi .com thì những cái truy cập đó thì chúng ta sẽ bị mất. Và với tên miền thương hiệu thì nên mua cả ba cái này là tốt nhất. .net thì có thể bỏ qua. Một cái lưu ý đặc biệt ở đây là các bạn sẽ không sử dụng tên miền Việt Nam để các bạn SEO thị trường quốc tế. Tức là các bạn không sử dụng các cái đuôi tên miền Việt Nam. Nếu như các bạn SEO ở các cái thị trường ngoài Việt Nam, ví dụ các bạn SEO ở Mỹ, các bạn ở châu Âu, thì các bạn không được lựa chọn cái tên miền Việt Nam là .vn, .com, .vn, .net, .vn. Cứ cái đuôi nào dính dáng .vn thì các bạn nên không nên chọn và không sử dụng. Bởi vì những cái tên miền mà có cái đuôi cứ .vn thì bản thân Google nó sẽ định vị là tên miền này là nhắm mục tiêu ở thị trường Việt Nam. Và các bạn không thể sửa được cái phần này. Mình sẽ ví dụ cho các bạn xem. Ở đây là cái giao diện cũ của Google Webmaster. Thì với bất kỳ một website nào sau khi chúng ta đưa ad vào công cụ này thì chúng ta sẽ phải chọn lại cái nhắm mục tiêu quốc tế. Trong cái phần nhắm mục tiêu quốc tế này thì các bạn chuyển qua tab quốc gia. Với các cái phần mở rộng tên miền thuộc các cái đuôi quốc tế được sử dụng phổ biến, ví dụ như là .com, .net, .org, .info thì trong cái phần là nhắm mục tiêu quốc gia này các bạn có thể chọn là Việt Nam hay bất kỳ một quốc gia nào. Tuy nhiên với các cái tên miền Việt Nam, ví dụ là cái tên miền này là tuổi trẻ Đông Anh.vn thì khi mình chuyển qua cái tab quốc gia thì mặc định nó là Việt Nam. Thì đây chính là cái điểm mà mình muốn nhấn mạnh cho các bạn là chúng ta sẽ không sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam để các bạn SEO hướng đến các cái khách hàng ở ngoài Việt Nam. Thì với những ở nước ngoài thì các bạn nên SEO các cái tên miền ở quốc gia đó, hoặc là các bạn chọn các cái tên miền quốc tế. Ví dụ là .com, .net, .org, .biz, .vn
thì đấy là những cái tên miền dễ SEO ở thị trường quốc tế. Tên miền trùng từ khóa thì có lợi cho SEO hay không? Thì cách đây khoảng 3 năm, mình mua rất là nhiều những cái tên miền trùng với từ khóa để mình SEO những cái tên miền độc lập đó. Tuy nhiên thì thời gian trở lại đây khoảng 1 năm thì mình để ý rằng là những cái tên miền trùng từ khóa này nó không còn có lợi cho SEO giống như trước. Tuy nhiên thì nó vẫn còn một cái điểm là nếu các bạn có cái tên miền trùng với từ khóa mà bên trong website của các bạn có rất là nhiều những cái nội dung, ví dụ như là mình làm SEO một cái website về cái lĩnh vực là sửa chữa điện thoại di động đi, và mình trong cái phần sửa chữa điện thoại di động mình có rất là nhiều những cái dịch vụ liên quan đến việc là thay màn hình, thì nếu như mà mình mua một cái tên miền là thay màn hình gì đó thì mình sẽ dễ dàng SEO những cái bài bài viết ở bên trong đó và có những cái từ khóa mà có liên quan đến cái chữ là thay màn hình, thì nó theo một cái thuật toán nó gọi là thuật toán MD. Thì bây giờ thì cái thuật toán này nó không còn ảnh hưởng nhiều nữa, do đó thì mình nghĩ rằng các bạn không cần quá quan trọng việc là các bạn phải đi lựa chọn những cái tên miền trùng với những cái từ khóa của các bạn. Tổng kết lại thì có 3 yếu tố của tên miền thì ảnh hưởng đến SEO. Thứ nhất là tuổi đời, tên miền càng lâu thì có sự uy tín tốt hơn. Thứ hai là thông tin về tên miền. Thì với những cái tên miền để các bạn làm SEO thì các bạn không nên mua cái dịch vụ là private cái thông tin của tên miền. Các bạn nên public nó ra. Và những cái thông tin ở bên trong một tên miền này nên trùng với cái thông tin doanh nghiệp, thương hiệu của các bạn. Với những cái tên miền Việt Nam thì cái việc mà để cái đổi cái thông tin nó rất là phức tạp. Còn tên miền quốc tế thì các bạn có thể đổi dễ dàng. Do đó thì nếu với những cái bạn mà các bạn mới mua tên miền Việt Nam thì các bạn nên lưu ý cái điểm này. Để khi mà các bạn đăng ký tên miền thì các bạn sẽ tạo làm một cái bản khai chính xác luôn. Còn tên miền quốc tế thì các bạn đổi lúc nào cũng được. Và cái thứ ba là thời gian duy trì tên miền. Thì như ở phần trước mình có nói là các bạn nên duy trì tên miền từ 2 năm đến 5 năm. Thì trên đây là những cái nguyên tắc và những cái lưu ý về việc các bạn cho tên miền. Bài học hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.